cùng order hàng Hàn Quốc trải nghiệm mua sắm trên Aeon Thanh Lý với tính năng dịch sản phẩm bằng tiếng Việt. Bước 1, các bạn hãy mở app order hàng Hàn Quốc. Bước 2, hãy chọn trang web mua hàng mà bạn yêu thích. Bước 3, ở góc trái màn hình, hãy chọn công cụ của dịch thuật để dễ dàng đọc thông tin và lựa chọn sản phẩm. Bước 4, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ sản phẩm nào mà bạn muốn bằng tiếng Việt trên thông công cụ tìm kiếm một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hàng ngàn sản phẩm chất lượng cho bạn thỏa sức chọn lựa. Lựa chọn đặc tính của sản phẩm, kích thước, màu sắc và sau đó lên sản phẩm vào chọn. Cập nhật đầy đủ thông tin địa chỉ giao hàng. Thứ 7, kiểm tra lại lần cuối thông tin sản phẩm mà bạn muốn mua và sau đó đăng ký sản phẩm. Thứ 8, quét mã QR để thanh toán cho hàng của bạn. Bước cuối cùng, sau khi quét mã thanh toán xong, bạn có thể liên hệ chăm sóc khách hàng qua Zalo để được hỗ trợ xử lý đơn hàng một cách nhanh chóng.